Chỉ với một chiếc móng ngựa cũ, Khổng Tử đã dạy cho học trò một bài học nhớ đời. Câu chuyện chiếc móng ngựa cũ của Khổng Tử cùng người học trò Tử Lộ dưới đây đã gửi đi một thông điệp, một triết lý sống tích cực mà ai cũng nên ngẫm nghĩ cho chính mình. Học được cách cúi mình mới có thể ngẩng cao đầu. Khi Khổng Tử dẫn theo đệ tử tên Tử Lộ chu du liệt quốc, trên đường đi đã phát hiện ra một chiếc móng ngựa bằng sắt cũ. Ông liền bảo Tử Lộ nhặt nó lên. Song không ngờ Tử Lộ làm biếng, ngại khom lưng cúi xuống nhặt, nên cố tình giả vờ như không nghe thấy. Khổng Tử thấy vậy không nói gì, tự cúi người xuống nhặt chiếc móng ngựa lên. Trên đường đi, ông lấy cái móng ngựa cũ đổi cho người chuyên đóng móng ngựa, lấy 3 đồng tiền. Ông dùng 3 đồng tiền này mua lại 7 quả đào. Khi ra khỏi thành, hai người tiếp tục bước về phía trước, đi qua một vùng đất hoang rộng mênh mông. Khổng Tử khi đó ngồi trên lưng trâu, đoán đệ tử mình chắc đang khát lắm, liền khéo làm rơi một quả đào được giấu trong tay áo xuống đường. Tử Lộ nhìn thấy, vội vã nhặt lên ăn. Cứ thế, Khổng Tử vừa đi vừa cố tình làm rơi đào xuống đường. Tử Lộ cũng cắn răng chấp nhận khom lưng đến 7 lần để nhặt đào lên ăn cho hết cơn khát. Sau những gì đã trải qua, cuối cùng Khổng Tử nói với Tử Lộ: "Nếu như khi nãy con khom lưng một lần, chẳng phải về sau con hoàn toàn không cần phải khom lưng nữa hay sao? Việc nhỏ mà con không làm thì sau này sẽ phải khổ sở vì những việc còn nhỏ hơn."